Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp sẽ có cơ hội trúng số trong cái tháng 7 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. À, kính thì thưa quý vị, thì cái tháng 7 âm lịch quý vị biết đấy, đây là một cái tháng mà Diêm Vương cho mở cửa quý môn quan và cho những cái vong linh cho những cái âm hồn để quay trở lại dương gian thăm lại cố hương cũng như là hoàn thành nốt cái di mệnh của mình và trong tháng bảy âm lịch được coi là cái tháng xui xẻo với những cái âm hồn ngã quỷ và sẽ xảy ra rất nhiều cái điều hung họa và dân gian gọi cái tháng này là cái tháng cô hồn Đó. À, tuy nhiên trong cái tháng bảy âm lịch này thì cũng có những cái con giáp bất chấp cái tháng cô hồn vẫn có thể bứt phá lên mạnh mẽ tiến đến cái thành công và đạt được những cái điều mà mình mong muốn vậy thì trong tháng bảy âm lịch con giáp nào sẽ có cơ hội trúng số đổi đời à, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay à, thưa quý vị nói chung ấy khi xét về một con giáp nào đó may mắn có cơ hội trúng số đổi đời hay không ấy, thì chúng ta sẽ xét trên ba cái vận may của họ thứ nhất là cái thiên lộc thứ hai là thiên tài và thứ ba là cái chính tài đúng không ạ cái thiên lộc là cái lộc trời đấy hay là còn gọi là cái sao lục tồn ấy nó là đệ nhất cát thần về lộc lá về tài lộc khi mà được cái sao lục tồn chiếu mệnh thì nó cũng sẽ gặp được nhiều cái may mắn tài vận thì hanh thông sự nghiệp thì thuận buồm xuôi gió làm gì thì cũng sẽ dễ dàng thu hút được cái vận may tiền bạc thứ hai là cái vận thiên tài cái thiên tài nó là cái tài tinh nó là những cái may mắn nó chiếu đến đấy trong một khoảng thời gian ngắn cái thiên lộc thì nó dài hơn cái thiên tài thì nó ngắn nhé trong một cái khoảnh khắc nào đó quý vị sẽ có cơ hội thu được một đống tiền đúng không ạ vậy nên là gì khi gặp cái thiên tài thì quý vị cũng rất dễ có cơ hội trúng số được đời cái thứ ba là cái vận chính tài thì cái chính tài nó là cái công việc là cái thu nhập của chúng ta hàng tháng hàng năm đó à cái này thì nó đều đặn nó không có sự bứt phá mạnh mẽ trừ khi quý vị tạo ra cái sự đột phá trong công việc của mình đó vậy nên là gì đây là ba cái vận mà giúp cho quý vị có cái vận may về tiền bạc tài lộc đó thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái vận thiên lộc nhé Thì cái thiên lộc hay là còn gọi là cái sao lộc tồn ấy. Sao lộc tồn thì nó dựa vào cái gì nó Tính dựa vào cái địa chi đúng không ạ Thì chúng ta thấy tháng 7 âm lịch Nó là tháng nhâm thân tháng nhâm thân Thì nó có địa chi là thân Thân thì sẽ là à, Lộc của những người có thiên can là canh nhé Những người có thiên can là canh những người có thiên can là canh là tức là những người có đơn xin đúng không ấy thì những người có thiên can là canh thì bao gồm tuổi sau này à, chúng ta có canh tí là 1960 này có được thổ đúng không tiếp theo là à, canh dần là 1950 là ngũ hành thuộc mộc canh thìn là 1940 hay là 2000 có hành thuộc kim Canh ngọ là 1990 Ngũ hành thuộc thổ à, Canh thân là 1980 Ngũ hành là mộc Cuối cùng là canh tuất là 1970 Ngũ hành là kim Đó thì chúng ta để biết là con giáp nào là con giáp may mắn nhất dễ trúng số độc đắc trong những tuổi này thì chúng ta dựa vào cái gì cái ngũ hành nạp âm à, tháng bảy mươi tháng lên là tháng nhâm thân có hành kim đó kim thì sẽ sinh cho tốt nhất là thủy đúng không ạ thủy à, thì trong những con giáp này thì không có tuổi nào mệnh thủy thứ hai là những người mệnh kim nhé những mệnh kim thì chúng ta có gì có tuổi 2000 là canh thìn và tuổi 1970 là tuổi canh tuất thì trong cái tháng nhâm thân ấy, thì chúng ta có thân tí thìn là của diện tam hợp vậy nên là những người tuổi tuổi canh thìn sẽ may mắn nhất và những người tuổi canh tuất sẽ là may mắn số 2 đoạn À, tiếp theo là kim thủy hòa này à, tiếp theo là gì à, hỏa thì khắc kim đúng không ạ như vậy trong số những con giáp này không có tuổi nào bị hỏa thứ ba là chúng ta sẽ sinh cho kim là thổ đúng không ạ thổ thì chúng ta có một chín và một chín chín mươi thì tuổi một chín sẽ may mắn hơn nó xếp vị trí số 3 tuổi một chín xếp vị trí số 4 do là gì một chín may mắn hơn do là cục diện là thân tí thì là tam hợp nhá đó và cuối cùng là chúng ta còn những người bệnh mộc thì có canh dần và canh thân thì những người tuổi canh thân sẽ là đứng vị trí số 5. Và những người tuổi canh dần là đứng vị trí số 6 đó. Đó là cái vị trí thứ tự con giáp may mắn. Ví dụ như là gì con giáp dễ trúng số nhất à, gặp được cái sao thiên lộc ấy, thì đó chính là gì? Những người tuổi 2000 là canh thìn và gì? 1970 là canh tuất. Đó. À, vì vậy trong thời gian này để muốn gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình nhé thì quý vị hãy luôn nhớ này mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp tăng cường cái vận may về tài lộc đấy và à, giúp quý vị hóa giải những xung sát thị phi những cái hoạn họa tiểu nhân ám hại trong cuộc sống trong công việc từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc thì nó có ồn ồn kéo đến vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi thiên lộc nhé để cho mang lại cái may mắn tài lộc cho mình À, thưa quý vị đó là cái tuổi đầu tiên là những người tuổi thiên lộc ngoài cái tuổi thiên lộc ra thì cũng còn một tuổi nữa mà cũng dễ có cơ hội trúng số đời đời đó chính là cái tuổi thần tài đó. tuổi thiên tài này tuổi thiên tài là nó dựa vào cái thiên can đúng không ạ thì khác được thì là tài tinh vậy chứ là chúng ta có nhâm thủy thủy thì sẽ bị gì bị thổ nó khác mà thổ thì chúng ta có hai thiên can là mậu và kỷ đúng không ạ như vậy những người nào có thiên can mậu ấy thì sẽ là gì mậu gặp nhâm thì nó sẽ là thiên tài đúng không ạ tức là những người đưa năm sinh được số 8 và uh, mậu kỷ kỷ thổ gặp nhâm thủy thì nó là chính tài đúng không ạ kỷ thổ tức là những người đưa năm sinh số 9 thì đầu tiên chúng ta còn xét là những người có thiên can mậu thì bao gồm tuổi sau này đầu tiên là tuổi mậu tý đúng không ạ mậu tý là 1948 1948 là mậu tí này Có ngoại hành thuộc hỏa Thứ hai là tuổi mậu dần là 1998 ngũ hành thuộc thổ thứ ba là mậu thìn là một chín tám tám ngũ hành thuộc mộc à, mậu ngọ là một chín bảy tám ngũ hành là hỏa đến mậu thân là một chín sáu tám một chín sáu tám ngũ hành thuộc thổ nhé mậu thân là ngũ hành thuộc thổ cuối cùng là mậu tuất một chín năm tám thì ngũ hành thuộc mộc bình địa mộc ấy, đúng không rồi ok đó. đó là những cái người mà à, có có được cái thiên tài chiếu mệnh đúng không ạ nếu mà quý vị rơi vào những tuổi này 1948 1998 1988, 1978, 1968 và 1958 Đấy, thì quý vị là những con giáp cực kỳ may mắn Dễ có cơ hội trúng số đời đời Đó. Vậy thì chúng ta cùng xét xem là Trong những con giáp này, con giáp nào là con giáp may mắn nhất Thì chúng ta cũng dựa vào gì? Nạp âm ngũ hành thì tháng nhâm thân của anh là kim và kim thì gì kim thì dưỡng sinh cho thủy vậy nên những người mệnh thủy sẽ là con giáp may mắn nhất nhưng mà trong những con giáp này không có tuổi nào mệnh thủy thứ hai là gì à, kim thì tiểu hòa với kim thì cũng không có tuổi nào mệnh kim thứ ba là gì hỏa khắc kim đúng không hỏa khắc kim thì là tài tinh như vậy là chúng ta có 1948 và 1978 1948 mậu tí sẽ may mắn hơn xếp vị trí số 1 rất là cục diện là thân tí thì là tam hợp mậu ngọ 1978 sẽ xếp vị trí số 2 tiếp theo là chúng ta còn những người mệnh sinh cho kim thì nó là thổ đúng không ạ? Thổ là chúng ta có 1998 mộ dần và 1968 là mộ thân Thì những người tuổi mộ thân sẽ may mắn hơn Xếp vị trí số 3 Mộ dần là xếp vị trí số 4 đúng không? Tiếp theo, à, 1988 là mộ thìn thì xếp vị trí số 5 nhé Và 1958 là xếp vị trí số 6 đúng không? ạ? À, tuổi mộ thìn may mắn hơn mộ tuất do là cục diện thân tí thìn tam hợp Tuy nhiên, ấy, những người tuổi mộ thìn và mộ tuất thì lại bị cục diện kim khắc mộc thì nó sẽ bị khắc tâm ra là nó sẽ gì gặp khá nhiều cái khó khăn khá nhiều bế tắc trong cuộc sống cũng như trong công việc vì vậy à, những người này cũng cần luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp mang lại cái may mắn tài lộc cho mình vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình quý vị nhé À, và cuối cùng thì chúng ta cùng xét đến những con giáp mà gặp được cái chính tài khi mà gặp cái vận chính tài thì cái công việc nó cũng sẽ được thuận lợi hanh thông được quý nhân tương trợ giúp đỡ và biết đâu ấy, thì có những cái kèo ngon nó còn giàu hơn chúng số thì đó là những tuổi này đó. À, cái vận chính tài chúng ta có kỷ thổ khắc nhâm thủy thì nó là chính tài nhá thì nó bao gồm tuổi sau này chính tài thì bao gồm tuổi sau này những người thiên căn kỷ đuôi năm sinh là số 9 chúng ta có 1949 đó là kỷ xỉu cũng hành thuộc hỏa Tiếp theo là gì? Tuổi số 2 là 1999 Đó là kỷ mão có hành thuộc thổ Tiếp đến là 1989 là kỷ tỵ có ngũ thuộc mộc. Tiếp đến là 1978. 1979 là kỷ mùi có ngũ thuộc hỏa à, 1969 kỷ dậu ngũ hành thuộc thổ và cuối cùng là kỷ hợi là 1959 ngũ hành thuộc mộc đó thì trong những cái tuổi này ấy, thì chúng ta cùng xét xem tuổi nào may mắn nhất nhá thì chúng ta có tháng 7 âm lịch nó tháng nhâm thân ngũ hành kim kim sinh thủy thì trong những con giáp này không có con nào mệnh thủy thứ hai là kim thì hòa với kim thì cũng có đúng không ạ thứ ba chúng ta có thì cục diện là hỏa khắc kim Đấy. hỏa chúng ta có một chín kỷ xỉu và một chín bảy chín là kỷ mùi thì kỷ xỉu nó xếp vị trí số 1 kỷ mùi sẽ xếp vị trí số 2 đó tiếp đến là chúng ta xét đến những người mệnh thổ thổ sinh kim đúng không ạ thổ sinh kim thì thổ chúng ta có một chín kỷ mão và một chín sáu chín là kỷ dậu thì những người thuộc kỷ dậu sẽ may mắn hơn những người thuộc kỳ mão kỷ dậu là À, được cục diện là thân dậu tốt là tam hội còn kỷ mão thì mão là tuyệt ở ở thân đúng không ạ như vậy là những người tuổi kỳ mão xếp vị trí số 4 tiếp đến là còn những người tuổi 1989 kỷ tỵ và 1999 là kỷ hợi thì 1989 sẽ may mắn hơn nó xếp vị trí số 4 rất được cục diện là tỵ thân và lục hợp còn 1959 thì lại vướng vào thân hợi là lục hại vậy nên nó xếp vị trí số 6 đó đó là những con giáp dễ được cái chính tải chiếu mệnh và để cái vận trình của mình nó được hanh thông thuận lợi hơn thì những người những người, người tuổi kỷ ấy cũng nên nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ quý vị nhé. À, thưa quý vị à, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp có cơ hội trúng số đổi đời trong cái tháng 7 âm lịch năm 2024 năm giáp thìn. Hy vọng những cái thông tin mà tử thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị có thể nắm bắt được cái vận thế từ đó sẽ có những cái quyết định đúng đắn hơn trong công việc trong cuộc sống À, giúp quý vị có được cái may mắn Hanh thông tài lộc dồi dào trở nên giàu có hạnh phúc và viên mãn hơn à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký Kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn